trường mầm non hai trường, đây là trường Vin, mầm non Vin, trường Pool. Đó, đây là cách Token 2 100m và cách Sakura 300m. Trường mầm non thì 2 tầng, xây thấp. Ở đây là có vị trí các bãi đỗ xe đưa đón học sinh của bố mẹ, phụ huynh. Đây là trường mầm non Physical, tức là hai trường mà, hai trường khác nhau. Và có khuôn viên chơi, chơi trong nhà, chơi ngoài trời. Đấu trượt đấy. Đây là trường mầm non này. Sau trường mầm non thì là nhà xe, cũng 100m là nhà xe. Nhà xe là 10 tầng. Đây có biển mầm non Vinschool đây. Còn nhiều diện tích để làm trường nữa. Mầm non Vinschool. Cạnh khu F3 luôn. Cách khoảng 20m. Trên đế có quán cà phê, quán ăn. Đây là đỗ xe đưa đón học sinh. Cũng cách hồ khoảng 200m. Cũng cách Impair 50m. Đây là F3 này. Đây là Impair đang xây này. Đấy, em Pe đã bàn giao đây. Còn cà phê đây. Đây cà phê này. Nội thất ăn uống là khu S3. Sakura cách 300m. Mầm non Vinschool hai trường.